Tiếp theo ở nội dung chung kết nhảy chống nữ, đề nghị tổ trọng tài về vị trí làm việc. Các vận động viên trình diện tổ trọng tài. The next session for Women Artistic Gymnastic Vault will begin soon. All judges and gymnasts, please move to your positions. All gymnasts, please present in front of the panel of judges. Vận động viên có 2 phút để khởi động. Top 1. Group 1 have 2 minutes to warm up. Ban tổ chức xin lưu ý, để đảm bảo cho các vận động viên thi đấu được an toàn trên các dụng cụ trong suốt quá trình thi đấu, ban tổ chức đề nghị các đồng chí phóng viên, các quý khán giả ngồi trên khán đài tuyệt đối không dùng đèn flash để ghi hình hoặc chụp ảnh. Một lần nữa xin nhắc lại, đề nghị các đồng chí phóng viên tác nghiệp dưới sàn thi đấu, quý vị khán giả trên khán đài khi chụp hình và ghi hình tuyệt đối không dùng đèn flash. Xin trân trọng cảm ơn. For the safety of gymnasts during the competition, all photographers, press and spectators, please do not use flash.
Đã hết giờ khởi động, đề nghị tổ trọng tài cho tiến hành thi đấu. Time's up. The competition starts now. Trước khi bước vào chương trình thi đấu chung kết ở nội dung nhảy chông nữ, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu trọng tài D1, bà Amarima đến từ Jordan. On behalf of the organizing committee, I would like to introduce distinguished judges for artistic gymnastics individual final, Miss Amarima from Jordan. Trọng tài D2 xin được trân trọng giới thiệu bà Sô Sắc Phong đến từ Malaysia. Judge D2, Miss Sô Sắc Phong from Malaysia. Trọng tài E1 xin được trân trọng giới thiệu bà Liuminda, Uzbekistan. Judge E1, Miss Liuminda Rudolfova from Uzbekistan. Trọng tài E2 xin được trân trọng giới thiệu bà Jasmine Amanda đến từ Philippines. Judge E2, Miss Jasmine Amanda from the Philippines. Trọng tài E3 xin được trân trọng giới thiệu bà Thong Siyun Fiona đến từ Singapore. Judge E3, Miss Thong Siyun Fiona from Singapore. Trọng tài E4 xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Cẩm Vân, Việt Nam. Judge E4, Miss Nguyễn Thị Cẩm Vân from Vietnam. Trọng tài E5 xin được trân trọng giới thiệu bà Kanorat Tinakon đến từ Thái Lan. Judge E5, Miss Kanorat Tiko Tan Tiko Phan from Thailand. Trọng tài biên xin được trân trọng giới thiệu bà Hetty đến từ Indonesia. Line judge, Miss Hesti Diwayanti from Indonesia. Tổng trọng tài xin được trân trọng giới thiệu bà Cindy Northam, Chủ tịch Liên đoàn Thể. Xin được trân trọng giới thiệu bà Radhi Kizinkun, Chủ tịch Kỹ thuật Thể dục Dụng cụ Nữ, Liên đoàn Thể dục Thế giới. Xin trân trọng giới thiệu. Warmly welcome Ms. Radhi Kizinkun, Asian Gymnastic Union Women Artistic Gymnastics Technical Committee President. Đã hết giờ thi đấu, đề nghị tổ trọng tài cho tiến hành thi đấu vòng đấu nhảy chông nữ. Warm up time finishes. The competition starts now.
vận động viên Alia Finnegan đến từ Philippines vừa hoàn thành lượt nhảy thứ nhất. Gymnast from the Philippines, Alia Finnegan Cruz, had just completed her performance. Và lượt nhảy thứ hai của vận động viên đến từ Philippines đã hoàn thành. Vận động viên Ka Lin Lin đến từ Singapore vừa hoàn thành lượt nhảy thứ nhất. Thank you.
viên Singapore vừa hoàn thành ở lượt nhảy thứ hai. Gymnast from Singapore, Kathleen Lim, has just completed her performance.
môn này đúng không? Đấy. Vận động viên Vipra Infana lúc thi vừa hoàn thành lượt nhảy thứ nhất. Gymnast from Indonesia, Vipra Infana Lutfi, has just completed her performance. Two
hoàn thành lượt nhảy thứ nhất. Vận động viên Nani Nathanjoy đến từ Singapore vừa hoàn thành lượt nhảy thứ nhất. Gymnast from Singapore, Nani Nathanjoy, has just completed the first vault. Thank you.
viên Asina Lucia của Philippines vừa thực hiện lần nhảy thứ nhất.
ceremony is for women's gold. The organizing team, please guide the delegations of Đoạt huy chương đồng là vận động viên đến từ Indonesia. The bronze medal goes to Indonesia. Đoạt huy chương bạc là vận động viên đến từ nước chủ nhà Việt Nam. The silver medal goes to Vietnam. Và đoạt huy chương vàng xin được chúc mừng vận động viên đến từ Philippines. And congratulations, the gold medal belongs to the Philippines. Lên trao huy chương cho các vận động viên. Lên trao huy chương cho các vận động viên. Xin chúc mừng các đoàn vận động viên. Xin trân trọng kính mời quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu và quý vị quan khách đứng lên làm lễ chào cờ. And now, ladies and gentlemen, please rise to the national flag and national anthem of the Philippines. Xin cảm ơn. Thank you. Đêm nay tôi bước tới đỉnh cao, vươn xa hơn hướng tới bầu trời sao, để lại nhọc nhằn gian lao. Nơi đây tôi chạm vào vinh quang, cùng bầu trời Việt Nam tỏa sáng.
chân sẵn sàng. Together stronger Southeast Asia. Together we will fight until the end. Tomorrow is so bright for everyone who will try. Together hand in hand we're running right. Together we are high to the finish line.